Hôm nay lại một ngày đặc biệt của hai anh em nghệ sĩ Đỗ Phương và Long Thiết. Hai anh em đang có ở phòng thu, đang đến phòng thu của Mạnh School. Đấy, xin trân trọng giới thiệu mọi người một phòng thu rất là đẹp, chỗ Mạnh School. Hai anh em sẽ gửi đến toàn thể quý vị một tác phẩm rất là mới toang. Miền Trung nữa. Đến những người mà yêu quý giọng hát cũng như là chúng quan tâm đến lũ lụt miền Trung. Một ca khúc mới của Đỗ Phương là Khúc Nguyện Cầu Miền Trung sẽ được thiết truyền hình trực tiếp từ phòng thu Mạnh School đến tất cả mọi người. Và đây cũng là một ca khúc mà hai anh em rất là tâm huyết muốn gửi đến tất cả mọi người cũng như là chia sẻ với đồng bào miền Trung, thì mọi người cũng nghe và cổ vũ góp ý để cho các tác phẩm hay hơn và truyền tải được cảm xúc của người nghệ sĩ đến với tất cả mọi người. Đúng Phương, có nói gì thêm không? Xin trân trọng cảm ơn. Đây là một như là một món quà tinh thần của anh em nghệ sĩ hướng tới đất mẹ miền Trung, và cũng đúng như cái tên là Khúc Nguyện Cầu Miền Trung, mong miền Trung vượt qua lũ, và có lẽ lũ không bao giờ tràn về đất mẹ, tàn phá đất mẹ như mong muốn những trận vừa qua. Chơi luôn nhỉ? Nhưng mà vì hôm nay là thực sự là không chuẩn bị trước nên là các bạn nghe demo trước, sau đấy là chưa có mic gì cả. Đấy, hoàn toàn đấy, là mộc luôn. Em cứ ở trong đi. Ok. Mở đâu
đất mẹ khô cằn, gầy công tháng ngày bây giờ trắng tay. Ai qua bình trị thiên rồi lên nghệ tính mình, hay giữa khoảng người ơi có năm nào yên. Sự đồng hành của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ mà sắp tới Long Thiết cũng như nhạc sĩ Đỗ Phương sẽ trân trọng mời và muốn cùng góp cho những ca khúc về cộng đồng như ca khúc hôm nay. Rất là mong anh em mà khi mà Long Thiết mời thì cùng tham gia và cổ vũ cho hai nghệ sĩ chúng tôi hôm nay và cho tác phẩm rất là hay này. Mai sau một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.